với triết lý gym dành cho cuộc sống. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp thì công ty BBT dưới tay vị thuyền trưởng Duy Nguyễn tuyển chọn và phát triển hệ thống kênh bán hàng. Còn được gọi là đại lý thương hiệu BBT cũng rất đặc biệt. Đại lý thương hiệu BBT có thể là những gymmer hoặc doanh nhân có chung khát vọng làm giàu, kinh doanh sức khỏe theo một mô hình và triết lý chung do công ty BBT xây dựng qua nhiều năm. Thương hiệu THOL ngày càng vươn xa, công ty BBT ngày càng lớn mạnh. Hệ thống đại lý thương hiệu BBT sẽ là cú đấm chủ lực vào thị trường thực phẩm bổ sung, khi mà những vùng quê, tỉnh lẻ đều có cửa hàng để khách hàng có thể đến tận nơi và chạm tận tay những loại súp danh giá mà công ty BBT dày công phát triển và phân phối. Là đại lý thương hiệu độc quyền tại địa phương, nhưng BBT hỗ trợ đại lý phát triển thương hiệu, training bán hàng và kiểm soát chất lượng dịch vụ nhằm mục đích quý khách hàng mua hàng BBT bất cứ nơi đâu thì vẫn đẳng cấp như mua hàng tại trụ sở công ty BBT. Không chỉ phân phối cho gymmer Việt Nam, BBT và hệ thống đại lý của mình còn có tham vọng lớn hơn: thực phẩm bổ sung vì sức khỏe cộng đồng, dinh dưỡng, cuộc sống thời đại mới. Bất kể nghề nghiệp, tuổi tác đều có thể sử dụng và kết hợp với một chế độ tập luyện thể dục thể thao để mang về một đời sống viên mãn. Với những tiềm lực và nhiều thành tựu vang dội trong ngành, BBT tự hào công bố danh sách đại lý thương hiệu BBT tính đến thời điểm hiện tại để quý khách hàng có thể chọn mua những sản phẩm hàng đầu trong lĩnh vực sức khỏe Hoa Kỳ ngay tại nơi các bạn sinh sống. Đồng thời, đây cũng là cánh cửa hợp tác làm ăn chiến lược cho những địa phương chưa có đại lý thương hiệu chính thức của BBT. Danh sách hệ thống đại lý toàn quốc cập nhật tại thời điểm tháng 3 năm 2020. Khu vực quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Marshall Fuel. Khu vực quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Midway. Khu vực quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Supplement Factory. Khu vực Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Tâm. Khu vực thành phố Tây Ninh, AZ Bodybuilding. Khu vực Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, PD Soap. Khu vực Tân An, Long An, Dragon Supplement. Khu vực tỉnh Bình Phước, Phước Long Gym. Khu vực Biên Hòa, Đồng Nai, AZ Bodybuilding. Khu vực thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Muscle Store. Khu vực thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Fit Beach Shop. Khu vực quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, SH Shop. Khu vực Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Dana Shop. Khu vực Xuân Thủy, thành phố Huế, Kodo Shop. Khu vực thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Lotus Shop. Khu vực thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Hậu Nguyễn Shop. Khu vực tỉnh Bắc Ninh, Supplement Victory. Khu vực quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Dream Pro Shop. Khu vực Ba Đình, Hà Nội, Marshall Shop. Bạn có thể mua bất cứ những gì bạn cần, chỉ cần BBT có, đại lý thương hiệu sẽ có. Khi mua hàng tại đại lý thương hiệu của công ty BBT sẽ giống như mua hàng tại BBT. Ngoài ra, bạn còn được hưởng thêm một số lợi ích sau. Thứ nhất, lựa hàng thoải mái, nhận hàng trả tiền dành cho khách hàng ở tỉnh. Thứ hai, mua hàng với giá rẻ và nhanh hơn một chút do tiết kiệm phí và thời gian shipping. Thứ ba, ủng hộ đồng hương, làm giàu cho kinh tế địa phương của bạn. Thứ tư, ủng hộ hàng chính hãng, đóng thuế, xây dựng đất nước, phát triển phong trào gym quê hương và tạo động lực cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Quyền lợi của đại lý thương hiệu BBT sẽ rất nhiều, nhưng tôi xin mạn phép liệt kê một vài điều cơ bản. Thứ nhất, độc quyền khu vực, trừ thành phố lớn, mỗi tỉnh nhỏ chỉ chấp nhận một đại lý. Thứ hai, được BBT và Duy Nguyễn phát triển thương hiệu, bảo kê từ A đến Z. Thứ ba, được phân phối tất cả những sản phẩm, dịch vụ mà công ty BBT cung ứng.
thứ tư được quyền bán hàng online toàn quốc, bán hàng offline xỉ và lẻ toàn địa bàn phụ trách. Thứ năm, được công ty tập huấn kỹ năng sale và kiến thức sản phẩm thường xuyên. Lời cuối, chúc quý đại lý thương hiệu kinh doanh thành công. Chúc quý khách hàng có được những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất của BBT từ mọi miền đất nước. Tôi, Duy Nguyễn sẽ hỗ trợ hết mình để cộng đồng Dreamer mạnh hơn, tự tin hơn để khởi nghiệp, cùng chung tay viết lên câu chuyện thành công mang tên BBT và đại lý thương hiệu. Để đăng ký làm đại lý thương hiệu BBT, các bạn vui lòng liên hệ với Duy Nguyễn qua các kênh YouTube, Facebook, WhatsApp để trao đổi, sau đó hẹn gặp tại trụ sở chính của công ty BBT, tọa lạc tại địa chỉ 107-109, đường số 6, phường Bình Trị Đông Bê, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hotline 1900 2050.